và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm video như này nha các bạn nhé. Cái này là hiệu ứng ở trên một cái ứng dụng Instagram nha các bạn nhé, chứ không phải là đèn nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở trên TikTok có một số bạn dùng cái hiệu ứng này nha các bạn. Thì đầu tiên mình cũng nghĩ là cái dùng cái đèn đổi màu các bạn, tuy nhiên là không phải, đấy là dùng cái effect của Instagram. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Ở đây chúng ta bật cái Instagram lên nhé các bạn. Khi mà chúng ta bật cái Instagram lên thì chúng ta chọn cái tên của bạn nha các bạn nhé. Tên của bạn là các bạn này, chúng ta kéo xuống dưới cùng, phía dưới cùng các bạn có hình kính lốp nhé các bạn nhé. Ở đây chúng ta ở phía trên cùng phía bên tay phải có hình kính lốp, chúng ta gõ chữ color switch, thay đổi hình ảnh nha các bạn, thay đổi màu sắc các bạn. Chúng ta chọn cái color switch ở đầu tiên nhé các bạn nhé. Rồi sau đây chúng ta bấm dùng thử này các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta bấm quay thì như nào? Chúng ta chúng ta chờ một chút nó quay hết cái đoạn video này để được cái hình màu sắc đẹp hơn nhé các bạn nhé. Rồi sau đấy thì chúng ta thả ra này các bạn này, chúng ta chờ nó quay hết rồi chúng ta ok rồi nhé các bạn nhé. Sau đấy thì chúng ta tải cái âm thanh này về, quay hết cái video này về, để mà chúng ta đang lên thả ra này các bạn này, đổi màu luôn đấy các bạn. Chúng ta chờ nó quay hết rồi chúng ta ok. Rồi sau khi quay xong thì chúng ta vào ảnh nhé các bạn này. Đây cái video mình vừa mới quay xong nha các bạn nhé. Chúng ta chờ một chút nó quay hết cái đoạn video này để được cái hình màu sắc đẹp hơn nhé. Thả ra này các bạn này. Đấy, rất là đơn giản đúng các bạn. Chúng ta chờ nó quay hết rồi chúng ta. Thì trong kênh YouTube của mình có rất là nhiều cái video mình đã chia sẻ cho các bạn cách đăng lên TikTok các bạn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại.